Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài cái dòng chân máy, phải nói là một vài dòng chân tốt để chúng ta có thể sử dụng được cho những dòng DSLR và những cái dòng mirrorless mà nó có độ chắc chắn tốt, cộng với cả giá thành nó cũng ở mức là dưới 4 triệu. Thì hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều các loại chân máy ảnh, tuy nhiên là có thể nói là những cái thương hiệu đắt nhất là có thể của Gizo này, của Manfrotto này, của Venro và Cielix. Có rất nhiều thương hiệu như vậy. Thì hiện tại cái mức giá mà chúng ta có thể mua ở 4 triệu thì mình có một vài cái mẫu chân để mình có thể giới thiệu với các bạn là có thể nên chọn cái mã này. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn dòng chân của hãng Mifoto, mã là A1350. Thì đối với cái dòng Mifoto này thì có rất nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn. Đồng thời cái khóa mở thì nó cũng sẽ có những cái khóa này rất nhanh, chúng ta chỉ việc xoay nhẹ và chúng ta có thể mở ra, và chúng ta có thể để đây, cái cách mà chúng ta mở chân nó rất là dễ. Bình thường khi chúng ta muốn chụp mà sát hơn một chút thì chúng ta có thể có một cái nấc ở bên sườn này, chúng ta nhấc lên và có thể nâng nó lên như thế này, thậm chí nâng cao hơn, gập lại như thế này. Thì cái mẫu chân này hiện tại giá nó đang là 3.290.000. Thì hiện tại thì có thể nói là để đối với sức chứa là một cái 6D, một cái 5D và một cái len 24-70 nó, hoặc là 70-200 thì sẽ gắn lên cái mao của 70-200 thì họ rất là chắc chắn. Thì đây là mẫu chân Manfrotto, mẫu chân Mifoto. Thì cái dòng chân thứ hai nữa mà mình muốn giới thiệu nữa, nó là dòng chân cũng của Benro, tên của nó là dòng A350. Thì A350 này thì có kích thước nhỏ và gọn hơn cái dòng Mifoto vừa rồi, tuy nhiên là được làm bằng chất liệu nhôm aluminum. Thì cái dòng chân này thì nếu các bạn sử dụng 60D, 70D hoặc là D7000, 7002 thì rất là tốt, nhưng mà nếu mà dùng với cả 70-200 thì hơi đuối, hơi yếu. Tuy nhiên nếu mà dòng 70 dùng với cả những cái len 24-70 lớn hoặc là 6D hoặc là 5D3 thì hoàn toàn có thể yên tâm là nó chắc chắn. Thì cái cách mở chân của cái dòng này thì nó cũng rất là đơn giản, nó chỉ có 3 khớp, thì có thể dùng ngón tay lật cái như thế này và chúng ta khóa lock lại. Khi mà chúng ta mở cái chân này ra thì chúng ta có thể dùng một ngón này, chúng ta bẻ một lần rồi xong rồi chúng ta kéo ra để khóa lại. Thế thì hiện tại cái chân này thì hiện đang có giá khoảng 1.990.000. Thì đấy, các bạn có thể lựa chọn một cái loại chân mà nó phù hợp với cả cái vấn đề tài chính của mình. Tuy nhiên là còn dòng tiếp theo nữa, nó là dòng của hãng Cielix. Cielix thì đây là một cái loại chân mà nó là của Thái Lan, made in Thái Lan, chất lượng rất là tốt. Cielix là một trong thương hiệu cũng tương đối nổi tiếng, tương đối lâu rồi. Thì mã chân này là dòng Spring 150. Thì cái dòng này hiện tại đang có giá là 1.990.000. Như là đối với các bạn dùng dòng mirrorless cộng với cả một dòng 700D, 750D hoặc là những dòng nhỏ hơn mà không có cái len lớn thì hoàn toàn là có thể xứng đáng khi mà mua cái len này, mua cái chân này. Nó cũng rất là nhẹ, thiết kế nhẹ và chắc chắn. Cách mở thì cũng giống như của hãng Benro. Hãng này là của hãng Cielix, Supreme 150, 1.900.000. Còn loại cao cấp hơn nữa của hãng Benro thì đây là một trong dòng chân mà phải nói là rất là tốt của hãng Benro. Tên của nó là dòng C1691F. Thì đây là một mã chân mà nó là carbon. Thì một dòng chân cao cấp này nếu như của những cái thương hiệu khác đắt tiền như Gizo thì giá nó khoảng 20 triệu. Nhưng mà với Benro thì giá của nó chỉ 4.090.000. Thì đây là sự kết hợp của carbon và nhôm magie. Chất lượng rất là tốt mà rất là nhẹ. Kích thước mở thì nó cũng giống như những cái dòng khác là như thế này, khóa rất là chắc chắn. Đặc biệt là chân khi chúng ta phải đi leo núi, đi rừng nhiều hoặc là đi bộ nhiều thì chúng ta nên mua những dòng chân mà nó có cái trọng lượng nhẹ, như vậy thì sẽ giúp chúng ta không bị mệt. Hiện tại dòng chân này thì giá nó là 4.090.000. Nói chung là cũng hơi đắt so với cả cái phạm vi mà chúng ta cần mua. Tuy nhiên đây là một cái chân
tốt, vì đi kèm một cái củ B0 như này là cũng rất là chắc chắn rồi. Còn cái mã chân cuối cùng mà mình muốn hướng tới thì là một hãng của Marfrotto Beefree. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng thứ hai thế giới và được sản xuất tại Ý, made in Italy. Thì một cái chân mã Beefree này thì nó cũng nhỏ gọn và nó có điều đặc biệt là nó nhỏ, nhưng mà cái sức chịu tải nó rất là tốt, nó có thể đựng được một cái 5D3 hoặc là một cái 7200 lắp đấy hoàn toàn thoải mái luôn. Thì cái hệ thống khóa và cái củ của họ rất là chắc chắn, chúng ta chỉ cần hơi siết như thế này đã là mang lại một cái độ chắc chắn kinh khủng. Đây là một cái mà làm nên thương hiệu cho Manfrotto của Ý. Về kích thước thì nó sẽ nặng hơn cái Barrow bên cạnh này một chút đấy, tuy nhiên là nếu như mà các bạn mà mua ở một cái phạm vi 4 triệu mà muốn một cái chân tốt dùng mãi mãi thì đây sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đây, cảm ơn các bạn.